Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Atlanta. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu bản tin cho biết tiểu bang Georgia là nơi có dân số của chương trình DACA lớn thứ 8 tại Hoa Kỳ. Được biết đến với cái tên là DACA, chương trình bảo vệ người thụ hưởng khỏi bị trục xuất và cấp cho họ quyền có giấy phép lao động. Đây cũng là chương trình đã định hình cuộc đời của những người nhập cư không có giấy tờ, được đưa đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ, vừa tròn 10 tuổi. Mặc dù các tiểu bang gần biên giới với Mexico chiếm phần lớn số người thụ hưởng DACA, nhưng Georgia là nơi có dân số của chương trình DACA lớn thứ 8 trong cả nước. Theo dữ liệu từ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIS, đã có hơn 19.000 người nhận DACA sống ở Georgia vào cuối năm 2021. Trên khắp Hoa Kỳ thì con số này là khoảng 611.400. Bên cạnh đó, một báo cáo do nhóm vận động ủng hộ nhập cư công bố tuần này cho thấy rõ vấn đề về nhân khẩu học của dân số của chương trình DACA ở tại Georgia. Theo đó, báo cáo này chỉ ra rằng những người thụ hưởng chương trình DACA ở Georgia trung bình hiện ở độ tuổi cuối 20, hầu hết đến nước Mỹ hơn 2 thập kỷ trước. Cũng tại Georgia có 77% những người này là một phần của lực lượng lao động, 90% có bằng tốt nghiệp trung học và 31% đã hoàn thành một số chương trình giáo dục đại học. Chỉ hơn 1/3 trong nhóm này đã kết hôn và có con riêng. Trong 10 năm kể từ chương trình DACA ra mắt vào năm 2012, những người thụ hưởng chương trình đã có gia đình và lập nghiệp. Báo cáo cũng cho thấy vào năm 2012, 45% nhóm người này là sinh viên và 60% thuộc lực lượng lao động. Thu nhập trung bình của họ là 4.000 Mỹ kim. 10 năm sau, những người thụ hưởng chương trình DACA đầu tiên có thu nhập trung bình là 26.000 Mỹ kim. Và 85% trong số họ đang trong lực lượng lao động, cũng như 15% đang đi học. Dù vậy, một đặc điểm nổi bật trong thập kỷ đầu tiên của chương trình DACA là sự không chắc chắn với một loại các quyết định hành pháp cũng như là phán quyết của tòa án. Và 10 năm sau thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Và tin tiếp theo, thị trưởng South Fulton bị điều tra vì sử dụng thẻ tín dụng do thành phố cấp. Tại South Fulton, một cuộc điều tra về việc thị trưởng sử dụng thẻ tín dụng do thành phố cấp đang chờ giải quyết sau khi thành viên hội đồng thành phố gửi yêu cầu đến văn phòng biện lý Fulton County. Vào tối thứ Ba ngày 14 tháng 6, thành viên hội đồng bỏ phiếu yêu cầu biện lý Fanny Willis điều tra sau khi một cuộc kiểm toán tiết lộ là một số giao dịch mà họ gọi là đáng nghi vấn. Bà Helen Willis, hội đồng thành phố District 3, nói với Fox 5 rằng các giao dịch rất đáng lo ngại. Và bà Willis cũng cho biết là họ hy vọng sẽ không có gì từ cuộc điều tra, nhưng thành viên hội đồng cảm thấy cần thực hiện bước này như một phần của cam kết về tính minh bạch. Và bà Willis nói về thẻ tín dụng do thành phố phát hành. Chúng tôi có quy trình tài chính nghiêm ngặt về cách thẻ tín dụng được sử dụng, không được sử dụng cho bất kỳ việc gì có tính chất cá nhân. Lời kêu gọi điều tra được đưa ra sau khi các viên chức thành phố South Fulton xác nhận việc chấm dứt hợp đồng của nhân viên mua sắm Anthony Kerr vào tháng 4, ngày 15 tháng 6, thưa quý vị. Và cũng theo cảnh sát trưởng Kate Meadow, nhân viên Kerr bị cảnh sát South Fulton hộ tống ra khỏi tòa nhà văn phòng thành phố. Bà Willis không bình luận về chi tiết của các giao dịch được đề cập, và bà cũng trích dẫn tính toàn vẹn của cuộc điều tra.
Chúng tôi muốn công bằng với thị trưởng và thành phố South Fulton, nhưng trên hết là với cư dân. Họ bầu tất cả chúng tôi để trở thành những người quản lý tốt tiền thuế. Thành viên hội đồng thành phố South Fulton thực hiện thêm một bước nữa, đó là kiểm toán thẻ tín dụng do thành phố cấp. Họ đang cân nhắc phương án thuê một kiểm toán viên nội bộ. Sang qua bản tin nói về ủy viên hội đồng thành phố Kennesaw từ chức sau khi một cửa hàng Civil War gây tranh cãi mở cửa trở lại. Cửa hàng Women's Civil War Surplus không những chất đầy hàng trăm lá cờ liên bang mà còn trưng bày truyền đơn của tổ chức Triple K và các bộ sưu tập mà nhiều người cho là phân biệt chủng tộc. Cửa hàng lần đầu tiên được mở tại trung tâm thành phố Kennesaw vào năm 1971. Khi chủ sở hữu đó là Dan Myers qua đời vào tháng Giêng, người bạn thân và cũng là nhân viên của ông Marjorie Leon đã thề sẽ giữ cho cửa hàng mở cửa. Marjorie Leon nói rằng, tôi đang mang theo di sản của tướng Dan Myers, một nghệ sĩ, một người tái hiện, một đạo diễn phim, một người chiến đấu nhiệt thành để đưa thành phố Kennesaw lên bản đồ. Các viên chức thành phố cho biết Marjorie Leon đã đi qua tất cả các kênh thích hợp với các cuộc thanh tra được thực hiện và cuối cùng bà được cấp giấy phép kinh doanh. Giám đốc thành phố tiến sĩ Jeff Dropney cho biết thành phố Kennesaw không cố gắng tìm mọi lý do để không cấp giấy phép kinh doanh nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí. Và nghị viên thành phố Kennesaw đó là ông James Eaton cho biết là các lãnh đạo thành phố nên xem xét nhiều hơn chứ không chỉ một giấy phép kinh doanh hợp pháp. Cảm thấy không chấp nhận được, ông Eaton chán nản đến mức xin từ chức. Con gái của ông, người sở hữu một doanh nghiệp gần cửa hàng Women, đang rao bán cửa hàng của mình và cho rằng không muốn nhìn thấy những hình ảnh gợi nhớ đến Civil War. Trong đơn từ chức thì ông Eaton viết, tôi muốn làm gương cho con cháu của mình, rằng sự im lặng trước vấn đề quan trọng là thỏa hiệp, không phải là dấu hiệu của sự lãnh đạo. Tin tiếp theo nói về người đàn ông bị buộc tội bắn rapper Trouble bị từ chối đóng tiền bảo lãnh. Tính cho đến nay thì người đàn ông bị buộc tội trong vụ bắn chết rapper Trouble vẫn còn ngồi sau song sắt. Nghi can Jermichael Jones, 33 tuổi, xuất hiện tại tòa án vào chiều thứ Tư ngày 15 tháng 6 để điều trần về tiền bảo lãnh. Trong phiên điều trần, một điều tra viên của Sở Cảnh sát Rockdale County ra làm chứng về sự kiện đêm đó. Điều tra viên là Patrick Salmon cho biết, cảnh sát được gọi vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng 5 tháng 6 tới chung cư Lexington James. Trước đó thì một phụ nữ ở tầng lầu trên gọi cho 911 sau khi nghe một phụ nữ ở tầng lầu dưới la hét cầu cứu. Các nhà điều tra cho biết, John là người từng sống tại căn nhà này, đã chia tay bạn gái khoảng một tuần trước khi vụ nổ súng xảy ra. Anh ta nói với tòa án rằng cả hai ở bên nhau được 3 năm. Đêm đó anh ta phá cửa vào trong căn nhà và bắt đầu đánh đập người phụ nữ. Điều tra viên Patrick Storman cho biết, rapper Trouble, tên thật là Mario Orr, cố gắng ngăn chặn vụ hành hung, nhưng cuối cùng lại bị bắn. Sau đó thì cảnh sát tìm thấy một vỏ đạn pháo cỡ 40 đã qua sử dụng, nhưng không có súng. Và khi đến nơi thì cảnh sát tìm thấy Robert Trouble với một vết thương do súng bắn vào ngực. Cũng có một người hàng xóm đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho anh ta. Sau đó thì nạn nhân được đưa đến bệnh viện Pyman của Rockdale County, nơi anh ta được xác nhận là đã chết. Luật sư của John cho biết khẩu súng được bắn không thuộc về John và trong khi anh ta vật lộn với Robert Trouble thì súng nổ. Thẩm phán bác bỏ tiền bảo lãnh đối với John và anh ta sẽ ở lại nhà tù Rockdale County trong khi chờ phiên tòa tiếp theo. Và sau cùng, tin cho biết là phạm nhân vượt ngục sát hại nhân viên trại giam bị kết án tử hình. Trong phiên tòa gần đây, các công tố viên cáo buộc Ricky Doubles và bạn tù là Donnie Rowe đã bắn chết trung sĩ Christopher Monica và trung sĩ Curtis Bellum trong lúc trốn khỏi xe bus trung chuyển của nhà tù ở phía đông nam Atlanta vào tháng 6 năm 2017. Camera an ninh trên xe bus ghi lại cảnh vượt ngục đầy bạo lực.
trong khi gần 30 tù nhân khác chứng kiến vụ giết người từ phía sau xe bus. Debus và Rowe khống chế hai nhân viên, cướp súng và bắn họ trước khi tẩu thoát. Nhưng vài ngày sau thì cả hai đều bị bắt giữ ở Tennessee. Danny Rowe bị kết tội trong một phiên tòa riêng biệt vào tháng 9 năm 2021, bị kết án tù chung thân không ân xá. Tù nhân này từng bị một án tù chung thân không ân xá về tội ăn cướp có vũ trang và sát hại nhân viên bảo an từ 4 năm trước. Các quan chức thuộc Nha Cảnh huấn Atlanta thông báo, thời gian thi hành án tử hình của Ricky DeBruce được ấn định từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tại Atlanta hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thùy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân. Thân ái, kính chào.